Rồi, hello anh em nha. Đây. Này mình làm cái clip đây là rảnh là chuyên cho mấy anh em thích lo Mỹ nha. Đây là lo Mỹ không nha anh em, toàn bộ Mỹ hết này nha. Cái video clip này mình phải quay đứng nha, chứ mình không có quay ngang là nó giờ là nó không đủ nè anh em. Đứng nhà mình nói luôn phải không? Rồi, giờ đứng xa nói trước nha, nó chiếu lại cho. Ở dưới là cái Deletic nha. Con đang của Mỹ luôn này. Con 325 này. Con này cũng của Mỹ luôn, Advent nha anh em. Gỗ này. Gỗ thịt luôn đó nha. Đó con này Advent này. Con này bị cắn bên này nè, giờ mới thấy này, thấy không cắn này. Rồi. Advent nhỏ hơn cũng có. Tầm này là 2 triệu rưỡi này. Cái này là 2 triệu rưỡi nha. Cái này là 3 triệu rưỡi. Này Mỹ nồi luôn nha anh em. Rồi, Lobo mình cũng có mấy cái này. Mỹ xịn luôn nè, cái đây dành cho anh em nào làm lo mình lấy tiếng thôi anh em, phải mình hát rồi cho nó nhẹ đó. Mà của Mỹ nó ura. Con này là 2 triệu này. Đây mình có mấy cặp nha, còn 2 cặp này. Con này cũng ura luôn nha nè. Đó, con này là 2 triệu tư. Được chưa? Ở đây mình cũng có một cặp nhỏ nhỏ đây nè, mấy cặp đây nè. Rồi. Với lại một cặp nữa anh em. Giờ ông đau cái này bị ngược rồi. Cái này cũng là của Mỹ luôn nha anh em. Cái này là anh em coi giùm nha, chút xíu mình chụp mua cái mã sao cho. Cái này anh kêu gọi là cái lo code anh em, code này KO2S nha này, nó cũng của Mỹ luôn này. Rồi. Sao mà đỡ ngược không sao thấy. Đây, UDA này thấy chưa? Đó. Được chưa? Rồi, một cặp. Cái này cũng nặng lắm đó nha anh em. Rồi, một cặp đây. Nói chung lo thì cũng còn nhiều á nha. Nhưng mà mình chỉ tạm đây mình quay một số cái thôi. Ngồi ra có 201 cái này nè. Mỹ nhưng mà make in Mexico nha. Này, như cái này là make in Mexico này anh em thấy không? Đó. Mấy cặp này là tầm 3 triệu 3 tới 3 triệu rưỡi. Cặp này là 201. Nhưng mà nó bự hơn nha. Cặp này tới 3 triệu 7 lần. 201 series 324 gì mình quên rồi. Đó. Mỹ cũng có nè. Ở đây Mỹ trong thùng luôn nha. Nhưng mà nó bị một viền á. Cặp này là 6 triệu rưỡi bát 30. Nói chung lo là cũng đủ giá nha anh em. 1 triệu rưỡi cũng có nha. 1 triệu cũng có luôn. Mấy cặp nhỏ nhỏ. Như cặp này là Calip nè anh em. Con này cũng hàng Mỹ luôn nè. Cái này là 1 triệu 3 nè. Đó. Calip này. Nói chung lo cũng nhiều lắm nha anh em mà. À, ngồi ra có một số cái nữa, như cái này là lo đất nha anh em. Sẵn còn thời gian mình quay luôn. Như cái này cũng sáp này anh em đấy nha. Lo sáp nhưng mà nó là make in Germany nha anh em. Này thấy không? Đó chứ không phải là Japan đâu nha. Nó vẫn sản xuất tại Đức luôn, hiệu của Nhật. Đó được chưa? Này ở đây mình có một cặp của Mỹ luôn nè. Lo toàn giấy nè. Rồi anh em nói chung cứ thích cần tầm giá bao nhiêu, cấu hình bao nhiêu thì mình nhắn qua, mình sẽ lựa một số mẫu mình gửi cho anh em lựa nha.